Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ năm, ngày 4 tháng 9 năm 2014 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tối nay có những nội dung chính như sau. Hội nghị quán triệt quyết định số 217-218 của Bộ Chính trị và kế hoạch kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ủy ban nhân dân tỉnh họp tổng kết đề án thử nghiệm tuyến du lịch chinh phục Sơn Đông, hang động lớn nhất thế giới. Kiểm tra công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại huyện Lệ Thủy. Các địa phương thu hoạch lúa hè thu. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 4 tháng 9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị quán triệt quyết định số 217-218 của Bộ Chính trị khóa 11 về ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội. Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và triển khai kế hoạch kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những nội dung cơ bản của quyết định 217-218 của Bộ Chính trị. Trong đó, quyết định số 217 gồm 5 chương, 19 điều, quy định về mục đích, tính chất, nguyên tắc và chủ thể của giám sát và phản biện xã hội, đối tượng, nội dung, phạm vi, phương pháp giám sát và phản biện xã hội. Quyết định số 218 gồm 5 chương, 21 điều, quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Thông qua học tập, quán triệt, để mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc những nội dung cơ bản của quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội. Quy định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã hướng dẫn những nội dung sinh hoạt chi bộ, cơ quan đơn vị, sinh hoạt đoàn thể và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân nhằm triển khai tốt đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Để việc học tập, quán triệt và triển khai quyết định 217-218 của Bộ Chính trị ở các cấp ủy, địa phương, đơn vị đạt kết quả tốt, đồng chí Hoàng Đăng Quang lưu ý. Sau hội nghị này, cấp ủy các cấp, trước hết là các đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp chỉ đạo việc học tập, nghiên cứu, quán triệt các quyết định nói trên của Bộ Chính trị khóa 11 ở ngành địa phương mình một cách khẩn trương, tích cực, sáng tạo, theo tinh thần đổi mới và đạt chất lượng hiệu quả cao, đảm bảo các nội dung yêu cầu đề ra. Cần phải tiếp tục đổi mới việc nghiên cứu, quán triệt, khắc phục tình trạng làm qua loa hình thức, đảm bảo mọi cán bộ đảng viên trong đảng bộ và thành viên của mặt trận, đoàn viên, hội viên và các tổ chức, đoàn thể chính trị xã hội đều được tiếp thu một cách đầy đủ các nội dung của quyết định số 217 và 218 của Bộ Chính trị. Cùng với việc tổ chức học tập quán triệt, cấp ủy các cấp cần phải căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương đơn vị mình để ban hành văn bản lãnh đạo tổ chức thực hiện cho phù hợp, bảo đảm thực hiện có hiệu quả các quy chế quy định của Bộ Chính trị, đồng thời thường xuyên kiểm tra, kịp thời rút kinh nghiệm trong các lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện đối với Đảng đoàn, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội cấp tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cần phải có hướng dẫn việc phổ biến quán triệt quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội, quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong tất cả các đoàn viên, hội viên và nhân dân bằng những hình thức phù hợp nhất. Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân tỉnh căn cứ vào văn bản chỉ đạo của Chính phủ để xây dựng kế hoạch quán triệt và triển khai thực hiện quy chế quy định của Bộ Chính trị khóa 1, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện quy chế quy định trong các cấp chính quyền ở địa phương. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh và phối hợp với Ủy ban Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội của tỉnh tăng cường tuyên truyền rộng rãi quy chế quy định của Bộ Chính trị trong cán bộ đảng viên và nhân dân, thường xuyên phản ánh công tác triển khai và kết quả thực hiện tại các địa phương đơn vị, phát hiện nhân rộng những kinh nghiệm hay, những điển hình tốt trong quá trình học tập, quán triệt và triển khai thực hiện quy chế quy định của Bộ Chính trị. Về triển khai thực hiện được sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện có giá trị vô cùng to lớn đối với sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Di chúc là tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tổ quốc, nhân dân và sự nghiệp cách mạng. Kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là dịp để chúng ta tiếp tục ôn lại lời căn dặn tâm huyết cuối cùng của lãnh tụ kính yêu,
anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới trước lúc đi xa. Do vậy, để thực hiện tốt được sinh hoạt chính trị này, cấp ủy chính quyền, mặt trận đoàn thể cả cấp, lãnh đạo cả ngành, các địa phương đơn vị cần bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương để tổ chức tốt việc học tập, quán triệt được sinh hoạt chính trị, gắn với việc thực hiện chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, để triển khai thực hiện có hiệu quả ở địa phương, đơn vị mình, làm chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng, đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15. Chiều nay 4 tháng 9, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp tổng kết đề án thử nghiệm tuyến du lịch chinh phục Sơn Đoòng, hang động lớn nhất thế giới. Tuyến du lịch chinh phục Sơn Đoòng, hang động lớn nhất thế giới đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình xác định là tuyến du lịch mang đẳng cấp thế giới, là nền tảng để quảng bá và phát triển các sản phẩm du lịch quanh khu vực Sơn Đoòng. Đề án thử nghiệm tuyến du lịch này đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình phê duyệt vào tháng 7 năm 2013 với hai loại tour 6 ngày 5 đêm và 4 ngày 3 đêm. Sau 8 tháng thử nghiệm, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng và công ty Osalit đã phối hợp tổ chức đón tiếp phục vụ thành công 32 tour chinh phục Sơn Đoòng, hang động lớn nhất thế giới, với tổng số 243 lượt khách tham quan đến từ 34 nước. Mặc dù chưa khai thác chính thức, thời gian thử nghiệm ngắn, nhưng tour du lịch đã đưa lại hiệu quả kinh tế đáng kể về doanh thu bán tour đạt trên 15 tỷ đồng, góp phần giải quyết công ăn việc làm ổn định cho ít nhất 40 người dân địa phương trực tiếp tham gia phục vụ các tour tham quan với mức thu nhập bình quân 6 triệu đồng một người một tháng. Ngoài ra, một số dịch vụ khác của người dân trong vùng cũng được phát triển như cung ứng hàng hóa, lương thực, thực phẩm, nhà hàng, khách sạn. Tuyến du lịch Sơn Đoòng cũng đã mang lại hiệu quả quảng bá, kết nối, thu hút du khách đến tham quan tại các tuyến điểm du lịch khác ở tỉnh Quảng Bình nói chung. Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đánh giá cao sự cố gắng của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, công ty Osalit và các ngành trong việc đưa tuyến du lịch chinh phục Sơn Đoòng, hang động lớn nhất thế giới vào thử nghiệm. Đồng chí khẳng định, tour du lịch đã tạo ra sản phẩm du lịch mới, để lại dấu ấn trong lòng du khách trong và ngoài nước, giải quyết việc làm cho người dân địa phương. Đây là đề án thực sự có hiệu quả, nhưng vẫn còn một số tồn tại cần phải khắc phục trong thời gian tới. Về các nhiệm vụ trọng tâm tiếp theo, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài nhấn mạnh, để đầu tư du lịch đẳng cấp thế giới và tạo thương hiệu cho Quảng Bình, nên cần thực hiện song song công tác khai thác và bảo tồn di sản. Đây là loại hình du lịch mạo hiểm nên phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách, bảo vệ môi trường nghiêm ngặt. Sáng nay 4 tháng 9, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị giao ban tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 8 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2014. Đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thứ nhất Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh chủ trì hội nghị. Thời gian qua, Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố đã tăng cường công tác chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cấp ủy chính quyền các cấp trong việc giám sát, đánh giá từng tiêu chí, có hướng dẫn cùng với các địa phương tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh và phân bổ nguồn vốn đối ứng cho các xã tập trung xây dựng nông thôn mới trong năm 2014. Đến nay, 100% số xã đã tổ chức triển khai công bố quy hoạch, 134/136 xã đã cắm mốc chỉ giới quy hoạch, 100% xã đã được phê duyệt quy hoạch trung tâm xã. 8 tháng đầu năm 2014, toàn tỉnh đạt được 1.265 tiêu chí, tăng 70 tiêu chí so với đầu năm. Cụ thể, có 9 xã đạt 17-19 tiêu chí, 24 xã đạt từ 13-16 tiêu chí, 23 xã hoàn thành 10-12 tiêu chí, 66 xã đạt từ 5-9 tiêu chí, 14 xã đạt dưới 5 tiêu chí. Riêng 11 xã đăng ký đạt nông thôn mới trong năm 2014 đang tập trung nguồn lực hoàn thành các tiêu chí còn lại, đặc biệt là công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, đảm bảo hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 2014. Để tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Văn Tuân nhấn mạnh, các sở, ngành địa phương cần tập trung đổi mới công tác tuyên truyền, rà soát lại nguồn lực của các địa phương để có chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ kịp thời trong việc hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đối với 11 xã điểm cần thường xuyên cập nhật thông tin các phần việc đã hoàn thành cho ban chỉ đạo. Về kế hoạch năm 2015, đồng chí Trần Văn Tuân đề nghị Ban điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các ngành liên quan và các địa phương rà soát lại các xã đăng ký về đích nông thôn mới trong năm 2015, nhu cầu đầu tư của các địa phương, đánh giá bình quân tiêu chí, mức độ tăng trưởng theo từng tiêu chí, trong đó quan tâm vùng sâu vùng xa để có những hỗ trợ phù hợp kịp thời trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Cũng trong sáng nay 4 tháng 9, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam đã tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình 6 phòng học tại trường tiểu học số 1 xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch. Đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến dự. Trường tiểu học số 1 Đại Trạch có 13 lớp học với tổng số 256 học sinh. Từ năm học 2013-2014 trở về trước, nhà trường không có đủ phòng học văn hóa và phòng chức năng cho thầy cô giáo và các em học sinh trong giảng dạy học tập. Vì vậy, nhà trường gặp nhiều khó khăn trong công tác nâng cao chất lượng dạy và học. Để giúp đỡ nhà trường khắc phục tình trạng này, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam đã đầu tư 2 tỷ đồng cùng với số tiền 200 triệu đồng đối ứng của xã Đại Trạch xây dựng cho trường một công trình 2 tầng với 6 phòng học, trong đó có 3 phòng học văn hóa và 3 phòng chức năng, đồng thời trang bị đầy đủ hệ thống quạt, bảng viết, dụng cụ phòng cháy chữa cháy cho các phòng. Công trình được khởi công từ cuối tháng 4 năm 2014. Trong thời gian 4 tháng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam đã cùng với xã Đại Trạch và nhà trường giám sát, đôn đốc đơn vị xây dựng thi công công trình đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật, chất lượng và đẩy nhanh tiến độ để kịp đưa công trình vào sử dụng ở năm học 2014-2015. Như vậy, từ năm học mới này, trường tiểu học số 1 Đại Trạch có đầy đủ các phòng học văn hóa, phòng chức năng, tạo điều kiện cho thầy cô giáo cùng các em học sinh nâng cao chất lượng dạy và học. Cũng trong dịp này, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam đã trao tặng cho nhà trường 5 bộ máy vi tính, 1 TV và 1 bộ âm ly loa đài để nhà trường phục vụ cho việc dạy và học. Sáng nay ngày 4 tháng 9, đoàn công tác của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình do đồng chí Đại tá Trương Trang Nguyên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Lệ Thủy. Trong năm 2013, tình hình thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có nhiều diễn biến phức tạp. Đến hết tháng 11 năm 2013, đã có 14 đợt bão và 5 đợt áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông, trong đó có 8 đợt bão và 1 đợt áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Quảng Bình. Riêng đối với 2 cơn bão số 10 và số 11 đã gây thiệt hại lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh, cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội và sản xuất trên địa bàn huyện Lệ Thủy. Theo nhận định của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, thì mùa mưa bão năm nay sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Vì vậy, để chủ động phòng chống ứng phó với thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Lệ Thủy đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị rà soát lại các phương án, kế hoạch phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, nhất là tuyên truyền áp dụng phương án 4 tại chỗ, phương án di dời dân ở vùng thường xuyên bị thiên tai trên địa bàn, tu sửa, gia cố hệ thống đê kè chống lũ tại các sông suối, thống kê cụ thể số hộ dân nằm trong diện di dời, tập trung các phương tiện tham gia việc cứu hộ cứu nạn, tổ chức kiểm tra, đôn đốc các công trình đang xây dựng, đẩy nhanh tiến độ trước mùa mưa lũ, chỉ đạo cảng giã biển của huyện về việc nghiêm cấm tàu cá không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, các trang thiết bị cứu hộ cứu nạn trước khi ra khơi trong mùa mưa bão, liên tục thông tin cho nhân dân trên địa bàn về tình hình của các đợt thiên tai thông qua hệ thống phát thanh của huyện, chuẩn bị các phương án cứu trợ, tiêu độc khử trùng, đảm bảo khâu vệ sinh y tế cho nhân dân ngay sau thiên tai. Cũng trong sáng ngày 4 tháng 9, đoàn công tác của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã đi kiểm tra các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Lệ Thủy. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp khai giảng năm học mới 2014-2015, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi thư chúc mừng tới các thế hệ nhà giáo, cán bộ công chức viên chức, ngành giáo dục và các em học sinh sinh viên trong cả nước. Sau đây là toàn văn bức thư của Chủ tịch nước. Các thầy giáo, cô giáo, cán bộ công chức viên chức, ngành giáo dục, các bậc phụ huynh và các em học sinh sinh viên thân mến. Nhân dịp khai giảng năm học mới 2014-2015, tôi thân ái gửi tới các thế hệ nhà giáo, cán bộ công chức viên chức, ngành giáo dục và các em học sinh sinh viên trong cả nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Năm học 2013-2014 là năm học đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết số 29 NQTU ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Hội nghị Trung ương 8 khóa 11 về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Ngành giáo dục đã có nhiều cố gắng, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để tiếp tục đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp. Chính sách cho học sinh, sinh viên nghèo, dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa, vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn và các đối tượng chính sách được bổ sung kịp thời. Việc đổi mở thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học cao đẳng trong năm 2014 nhận được sự đồng thuận của xã hội. Các đội tuyển của Việt Nam tham gia thi Olympic khu vực và quốc tế tiếp tục đạt thành tích xuất sắc. Giáo dục đại học từng bước đổi mới đồng bộ theo hướng tăng cường tự chủ, tự chịu trách nhiệm.
Cô nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực cố gắng và những kết quả đạt được của ngành giáo dục trong năm học vừa qua. Năm học 2014-2015, ngành giáo dục cần tiếp tục phát huy và nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay của các điển hình tiên tiến, quan tâm hơn nữa đến công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh sinh viên, giữ vững và không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, tích cực triển khai có hiệu quả chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Nhân đây, tôi đề nghị cả cấp ủy đảng, chính quyền, cả tổ chức đoàn thể, gia đình và xã hội tiếp tục quan tâm, chăm lo nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục, tạo điều kiện tốt hơn, đầy đủ hơn cho việc học tập, rèn luyện và phấn đấu của con em chúng ta. Các thầy giáo, cô giáo thân mến, tôi thực sự chia sẻ với những khó khăn vất vả, song cũng rất vinh quang của nghề giáo dục, đặc biệt là các thầy giáo, cô giáo ở vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo, đã phải hy sinh rất nhiều để nuôi dưỡng dạy dỗ học trò của mình hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Tôi mong các thầy giáo, cô giáo tiếp tục cố gắng hơn nữa vì sự nghiệp trong người. Các em học sinh, sinh viên yêu quý, các em là những chủ nhân tương lai của đất nước. Tôi mong các em chăm chỉ học tập, rèn luyện và tích cực tham gia các hoạt động xã hội, sử dụng thời gian quý giá trong quãng đời học sinh, sinh viên để chuẩn bị tốt hành trang lập thân lập nghiệp trong ngày phụng sự quê hương đất nước. Chúc các thầy giáo, cô giáo, cán bộ công chức viên chức ngành giáo dục và toàn thể học sinh sinh viên đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong năm học mới. Chúc sự nghiệp giáo dục ngày càng phát triển, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Thưa quý vị và các bạn, trong không khí rộn ràng đón chào năm học mới, sáng nay 4 tháng 9, Trường Tiểu học Chu Văn An đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2014-2015. Năm học 2013-2014, bên cạnh nâng cao chất lượng giáo dục đề ra với tỷ lệ gần 98% học sinh giỏi, Trường Tiểu học Chu Văn An cũng đã chủ trọng nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn với 43 giải thưởng cả cấp. Bên cạnh đó, để giúp học sinh phát triển toàn diện, nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động giáo dục lý thú bổ ích như hội thi trạng nguyên Chu Văn An, câu lạc bộ phóng viên nhỏ Sen Thanh. Ngoài ra, nhà trường cũng chủ trọng đến công tác chăm sóc sức khỏe, chế độ dinh dưỡng cho học sinh. Năm học mới 2014-2015, trường tiểu học Chu Văn An có gần 100 cán bộ giáo viên và hơn 350 học sinh. Với phương châm dạy những gì học sinh cần, không chỉ dạy những gì giáo viên có, nhà trường sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, hoàn thành xuất sắc giáo dục mũi nhọn nhằm giúp học sinh phát triển toàn diện, góp phần xây dựng và khẳng định uy tín của hệ thống giáo dục Chu Văn An trên địa bàn Quảng Bình và trong cả nước. Được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, nên trong những năm qua, công tác giáo dục trên địa bàn xã Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch đã từng bước nâng cao. Để chuẩn bị bước vào khai giảng năm học mới 2014-2015, hiện tại các trường học trên địa bàn xã đang tích cực làm tốt công tác chuẩn bị cho năm học mới. Là một trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2 đầu tiên trên địa bàn huyện Quảng Trạch, những năm qua, trường Trung học cơ sở Quảng Xuân đã phát huy nội lực, nâng cao chất lượng dạy và học. Bước vào năm học mới 2014-2015, trường Trung học cơ sở Quảng Xuân có 662 em học sinh, 19 lớp học. Để chuẩn bị tốt cho năm học, nhà trường đã tích cực tham mưu cho chính quyền địa phương đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, làm tốt công tác phổ cập giáo dục đúng độ tuổi. Chuẩn bị bước vào năm học mới, nhà trường cũng đã tham mưu với lãnh đạo địa phương cùng như hội cha mẹ học sinh khắc phục các cái hạng mục về cơ sở vật chất đã hư hại và xuống cấp ở những năm trước. Còn về các cái phương tiện dạy học thì nhà trường cũng đã tạo mọi cái điều kiện để cho giáo viên là có thể chuẩn bị tốt nhất để bước vào năm học. Không chỉ ở trường trung học cơ sở mà trong năm học mới này ở trường tiểu học Quảng Xuân cũng đã phát động phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp dạy và học, huy động mọi nguồn lực để phát triển giáo dục, thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đặc biệt để chuẩn bị tốt ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường. Ngoài những cái chuẩn bị về cái cơ sở vật chất cho năm học mới, như cái công tác là phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trong cái năm học, thì đặc biệt trường đã làm tốt cái công tác xã hội hóa giáo dục. Trường đã phối hợp với phụ huynh để nhắc nhở cho phụ huynh chuẩn bị tốt về đầy đủ cái sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh. Đặc biệt là đối với các em, đối với khối tiểu học thì các em đang còn nhỏ. Rồi đặc biệt một số loại sách vừa phải đảm bảo về cái đúng chuẩn, cái quy định của là phòng giáo dục. Năm học 2014-2015, toàn xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch
sẽ đón hơn 2.000 học sinh ở 3 cấp học, mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Để đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học, xã Quảng Xuân đã đầu tư cải tạo sửa chữa nâng cấp nhiều hạng mục, xây mới trường lớp học với tổng vốn đầu tư hơn 7 tỷ đồng. Hiện tại các trường tiểu học và trung học cơ sở ở Quảng Xuân đều đã có thư viện đạt chuẩn quốc gia, có phòng vi tính nối mạng Internet, có các phòng thực hành thí nghiệm. Để chuẩn bị bước vào năm học mới, năm học 2014-2015, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Quảng Xuân đã tập trung chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, các thôn phối hợp với các nhà trường, làm tốt công tác vận động các em trong độ tuổi đến trường đầy đủ, đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất để bước vào năm học mới. Thường xuyên quan tâm đến cái cơ sở vật chất của các trường học. Mặc dù kinh phí của địa phương còn nhiều hạn chế, nhưng xã cũng luôn đặt nền giáo dục là quốc sách hàng đầu. Hàng năm cũng đã tranh thủ các cái nguồn vốn của dự án, rồi nguồn ngân sách đối ứng của xã và cấp trên để xây dựng mới và tu sửa các phòng học, lớp học, rồi khuôn viên, sân trường và cái bàn ghế của học sinh để đảm bảo cho công tác dạy và học. Với sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự chuẩn bị chú đáo của các trường học và sự phối kết hợp chặt chẽ của hội cha mẹ học sinh, tin tưởng rằng trong năm học mới 2014-2015, xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch sẽ đạt nhiều thành tích cao hơn trong công tác giáo dục. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin trên các lĩnh vực đáng quan tâm khác. Quảng Bình dự kiến trồng 11.500 ha cao su trong năm 2014. Các địa phương thu hoạch lúa hè thu. Thưa quý vị và các bạn, dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1 có thể hoàn thành vào cuối năm 2015. Tập đoàn Sơn Hải đã và đang nỗ lực tập trung nhân lực và vật lực nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công các gói thầu mà đơn vị đã nhận. Ngay từ khi triển khai thực hiện, đơn vị đã thuê chuyên gia điều hành mua mới và đồng bộ các thiết bị máy móc thi công. Trên cơ sở, vừa đảm bảo đúng tiến độ thi công, vừa nâng cao chất lượng công trình. Đến thời điểm này, nhiều đoạn đường do đơn vị đảm nhận đã trả lại mặt bằng giao thông, một số khác đang trong giai đoạn rải thảm nhựa mặt đường. Riêng đối với gói thầu số 10, tiến độ thi công chi tiết đã vượt so với tiến độ đề ra. Liên quan đến chất lượng công trình do đơn vị thi công, tập đoàn Sơn Hải đã cắm biển cam kết bảo hành 5 năm không lún vệt bánh xe, thay vì bảo hành 1 năm như thông lệ của các nhà thầu khác đối với công trình giao thông đường bộ. Nếu có vị trí hàn lún vượt mức cho phép, đơn vị sẽ phải bóc để rải thảm lại mặt đường, tuyệt đối không khắc phục bằng biện pháp bù lún làm mất mỹ quan công trình. Được biết, hai gói thầu trên thuộc vốn trái phiếu chính phủ, có tổng vốn đầu tư khoảng 350 tỷ đồng. Nhờ làm tổ công tác vận động khuyến khích doanh nghiệp tích cực tham gia thông quan tại cửa khẩu, nên trong 8 tháng đầu năm 2014, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã đạt số thu ngân sách nhà nước cao. Cụ thể, tính đến ngày 15 tháng 8, tổng thu ngân sách nhà nước của Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cha Lo đạt gần 160 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2013. Những mặt hàng mang lại nguồn thu chủ yếu là than cám xuất khẩu, thạch cao, phân bón, tinh bột sắn và gỗ các loại nhập khẩu. Để đạt được kết quả trên, phải kể đến những nỗ lực của Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cha Lo trong việc liên hệ với doanh nghiệp thường xuyên qua cửa khẩu để nắm tình hình, kế hoạch xuất nhập khẩu trong năm và trong từng tháng, khuyến khích doanh nghiệp làm thủ tục qua cửa khẩu, tổ chức những buổi đối thoại giữa hải quan và doanh nghiệp nhằm kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp khi thực hiện hoạt động thông quan qua cửa khẩu trên cơ sở bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục xác định, cao su là loại cây công nghiệp mang lại lợi ích kinh tế cao cho người dân vùng Gò Đôi. Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Bình đã có chủ trương khuyến khích các địa phương chủ trương phát triển cao su tiểu liên, bao gồm cả trồng mới và phục hồi những diện tích đã bị gãy đổ trước đó do thiên tai. Toàn tỉnh hiện có gần 15.000 ha cao su tiểu liên và đại liên, giảm hơn 3.000 ha do ảnh hưởng của các đợt thiên tai năm 2013. Đến thời điểm này, các địa phương đã phục hồi được gần 5.000 ha cao su bị gãy đổ và tiếp tục có kế hoạch cho vụ trồng mới cao su 2014. Dự kiến trong năm nay, Quảng Bình sẽ trồng mới 1.500 ha cao su tiểu điền nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và phát triển các diện tích cao su một cách bền vững. Tỉnh Quảng Bình đã tổ chức các hội thảo bàn về vấn đề phát triển cây cao su trên vùng đồi của tỉnh, trong đó chú trọng đến vấn đề chất lượng cây giống, kỹ thuật trồng, cách chăm bón, phòng trừ sâu bệnh. Mặc dù thị trường thu mua mủ cao su còn diễn biến thất thường đã gây tâm lý lo lắng cho nhiều hộ gia đình trồng cao su, trong cây cao su vẫn là loài cây chủ lực mang lại lợi ích kinh tế cao, nên tỉnh Quảng Bình vẫn khuyến khích phát triển loài cây công nghiệp này theo hướng nâng cao chất lượng và đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật
phục vụ tất cả các khâu trồng, chăm bón để cây cao su thực sự phát huy hiệu quả tại các vùng đất gò đồi của tỉnh. Tranh thủ thời tiết thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, những ngày nay bà con nông dân các địa phương trong tỉnh đang khẩn trương thu hoạch lúa vụ hè thu. Do ảnh hưởng của thời tiết nắng hạn kéo dài nên vụ hè thu năm nay xã Xuân Hòa, huyện Minh Hóa chỉ gieo cấy được gần 50 hectare lúa. Các giống lúa chủ lực đưa vào sản xuất là HT1, CT6 và 504. Quá trình cây lúa sinh trưởng cũng đã bị sâu bệnh gây hại và một số diện tích bị thiếu nước. Tuy nhiên, chính quyền địa phương đã cố gắng điều tiết nước, khuyến cáo người dân phòng trừ sâu bệnh nên đã hạn chế thiệt hại ảnh hưởng đến năng suất. Theo đánh giá của bà con, vụ hè thu này Xuân Hòa cơ bản được mùa, năng suất ước đạt từ 45 đến 50 tạ một hectare. Hiện nay lúa gieo ra đầu đã chín rộ. Để không bị thiệt hại do mưa lũ, Ủy ban nhân dân xã Xuân Hòa đã chỉ đạo bà con nông dân khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, phấn đấu 100% diện tích lúa hè thu được thu hoạch trong trước ngày 15 tháng 9. Vụ hè thu năm nay sẽ tỉnh Hòa gieo trồng trên 145 hectare lúa, trong đó chủ yếu là các giống lúa PC6, 50404, HT1. Đây là các giống lúa đem lại năng suất cao, hạn chắc, khỏe, chống chọi tốt với thời tiết và sâu bệnh. Ngay từ đầu vụ, Ủy ban nhân dân xã đã tích cực chỉ đạo cán bộ chuyên môn bám sát cơ sở, vận động bà con nông dân thực hiện đầy đủ các khâu trong quy trình sản xuất nên vụ lúa hè thu năm nay ở xã Tiền Hòa năng suất đạt khá cao. Những ngày qua, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung thu hoạch. Qua đánh giá thăm đồng, năng suất ước đạt 46 tạ trên 1 hectare, sản lượng ước đạt 667 tấn. Bà con nông dân xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh cũng đang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa hè thu với chủ trương xanh nhà hơn già đồng để tránh mưa lũ. Với diện tích gieo cấy 171 hectare, vụ hè thu này xã Lương Ninh sử dụng bộ giống chủ lực là HT1 và HT6. Nhờ tăng cường diệt chuột trước vụ mùa, điều tiết hợp lý nguồn nước, chủ động phòng trừ sâu bệnh nên cây lúa phát triển tốt. Đây là vụ hè thu được đánh giá được mùa nhất trong những năm gần đây của xã Lương Ninh với năng suất bình quân đạt 53,5 tạ một hectare. Hiện nay bà con nông dân đã thu hoạch khoảng 80% diện tích. Toàn xã huy động 4 máy gặt lớn phục vụ bà con đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa để đảm bảo không phơi sấy. Bà con nông dân xã Văn Thủy, huyện Lệ Thủy cũng đang tập trung xuống đồng thu hoạch lúa hè thu 2014. Vụ hè thu năm nay toàn xã Văn Thủy gieo cấy gần 85 hectare lúa, đạt 90% kế hoạch đề ra. Diện tích lúa tập trung chủ yếu ở hai thôn Văn Minh và Đông Xuân, với các giống lúa chủ lực là Xuân Mai và PC6. Loại giống này có thời gian sinh trưởng ngắn từ 85 đến 90 ngày cho thu hoạch sớm nhằm vượt lũ cuối vụ. Nhờ chủ động nguồn nước tưới, phòng trừ sâu bệnh và chuột phá hại nên năng suất đạt 38,5 tạ một hectare, cao hơn so với năm ngoái. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau đây là những thông tin dự báo thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đến mùng 4 ngày mùng 5 tháng 9, khu vực miền núi mới thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực đồng bằng ven biển mới thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới mới thay đổi, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển có mưa rào nhẹ vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4 cấp 5, biển bình thường, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m. Dự báo thời tiết đêm mùng 5 ngày mùng 6 tháng 9 mới thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ.